mọi người. Hôm nay mình đi park, đi công viên. À, công viên, khung cảnh công viên. Này mình ở công viên nha. Đó, công viên đẹp không? Công viên rộng. Công viên River Park. Gọi là Art. Này, gì vậy ta? Art of Park. Art of Life. Dạ. Hoa đẹp mà. Đó, con đường. Ta đang thổi lá. Chạy. Quay về nhà mình đi. Đó, phía sau mình nè. Thu người để làm gì không biết, để ngồi nghỉ. Cái vòng tròn này để ngồi nghỉ hay gì, mệt mệt nó vô để ngồi nghỉ. Cái công viên này, công viên này cũng lớn đó, chỗ này để em ra ngồi nghỉ nè, đi dọc đường mệt mệt nghỉ.